Quả này có ăn được không nhỉ? Không được đâu. Nhanh lên. Đấy, anh bảo ở nhà này đi chậm thế. Kia là hộp gì đấy? Con chuột. Mở ra xem đi. Em mang lên thả. À, kia là chuột em nuôi à? Nuôi ở nhà đúng không? Rồi mang vào rừng thả đúng không? Vâng ạ. Con nhỏ biết suy nghĩ thế này là tốt đấy. Biết suy nghĩ sáng suốt thế này là sau này là có ích cho đất nước đấy. Sau này nó cũng được làm luật sư thì chắc chắn nó cũng sẽ làm giáo viên dạy đạo đức đấy. Em thả vào vườn ngô ông Năm. Sao thả vào vườn ngô? Cho nó ăn hết ngô ông Năm. Không được, không thả đây được. Thả luôn rồi. Thả ra như thế sinh sản ra nó ăn hết ngô thì sao? Thì em thả vào cho nó sinh sản, cho nó thu hoạch ngô. Cho ông Năm đỡ vất vả. Như trong hòn đá kia có ông bay vào kìa. Đi ra đây em, tí ông đốt cho đấy. Đừng cứ động vào nhà em nhé. Này phải tầm tháng 7. Thôi lên trên đi em. Lên trên đi. Đi ăn quả đây em ơi.
em phải làm chuyến lên rừng này mới được. Bên này ong cũng nhiều lắm. Lần sau lên rừng bắt ong thì phải mang theo áo bảo hộ mới được. Ôi trời ơi, nhà tôi nuôi lầy, bắt suất. Cần gì áo bảo hộ. Rồi thì xuống lấy tổ dưới kia đi. Ong ở nhà nó khác ong à. Ơ, thằng có kè đâu. Thank you.